Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xây dựng 30 km hàng rào bảo vệ 5.000 hectare diện tích sân bay Long Thành. Hà Nội không đồng ý đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đi vào ga Hà Nội. Sơn La sẽ mở rộng thành phố thành lập 2 thị xã Mộc Châu và Quỳnh Nhai. Việt Nam sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thâm nhập thị trường Mỹ. Boeing, Walmart, Amazon đến Việt Nam tìm nhà cung cấp. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 2020 về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, có hạng mục xây dựng hàng rào khép kín khu vực 5.000 hectare do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV làm chủ đầu tư. Đến nay, ACV đã xây dựng được 7.675 km thuộc giai đoạn 1 trên tổng số khoảng 30 km của khu vực 5.000 hectare. Đối với tuyến hàng rào trên phần diện tích giai đoạn 2, do chưa được giao đất, do chưa có dự án đầu tư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, nên ACV chưa đủ cơ sở triển khai xây dựng. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xem xét chấp thuận chủ trương để ACV hoàn thành việc xây dựng hàng rào bảo vệ cho toàn bộ diện tích 5.000 hectare do Luật Đất đai chưa có quy định cụ thể. Được biết, giải pháp xây hàng rào bao quanh dự án sân bay Long Thành nhằm ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm sau khi đã giải phóng mặt bằng đất sạch. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải cho ý kiến về phương án hướng tuyến dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn đi qua địa bàn Hà Nội. Trong đó, Hà Nội bảo lưu ý kiến ga cuối tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tại Ngọc Hồi không đi vào ga Hà Nội. Thành phố Hà Nội thấy rằng chưa phù hợp với định hướng quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Từ thực tế trên, thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu lập dự án, sớm trình phê duyệt, triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường sắt vành đai phía Đông và bàn giao quỹ đất, các cơ sở vật chất tuyến đường sắt xuyên tâm Yên Viên, Ngọc Hồi, các nhà ga trên tuyến để Hà Nội triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân thủ đô và thu gom vận chuyển hành khách, đáp ứng nhu cầu khai thác vận hành của tuyến đường sắt tốc độ cao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La chủ trương khuyến nghị sắp xếp, mở rộng, thành lập đơn vị hành chính đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Cụ thể, sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích của xã Nà Nghiệu. Sơn La chủ trương thành lập thị trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai trên cơ sở toàn bộ diện tích dân số xã Mường Giàng. Đồng thời, thành lập thị xã Mộc Châu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Mộc Châu. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai hoàn thành nhiệm vụ điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mai Sơn, mở rộng thành phố Sơn La gắn với mục tiêu phát triển thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại 1 và phát triển nhanh, xanh, bền vững. Ngày 14 tháng 9, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết các hoạt động sắp tới của Bộ Ngoại giao nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ sau khi hai nước ra tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững đã đề ra những phương hướng lớn cho hợp tác trong 10 năm tới và lâu hơn nữa với 10 trụ cột bao trùm tất cả các lĩnh vực trên bình diện hợp tác song phương và trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó có hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Để triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện đạt được trong chuyến thăm vừa qua của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương, làm việc với các cơ quan địa phương của Mỹ để cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác trong tuyên bố chung, đồng thời tận dụng những khuôn khổ cơ chế sẵn có như Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư, TIFA, và những khuôn khổ cơ chế sẽ được thiết lập trong thời gian tới, đặc biệt là trong các lĩnh vực trọng tâm, đột phá về thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, qua đó tạo cơ chế hợp tác hiệu quả và môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước. Bộ Ngoại giao cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường kết nối, tìm hiểu cơ hội hợp tác, kinh doanh đầu tư với đối tác Mỹ để đem lại lợi ích và thịnh vượng cho cả hai bên. Quá trình này đòi hỏi nỗ lực rất lớn của mỗi bên, trong đó có các cơ quan chính quyền, quốc hội, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp. Boeing, Walmart, Amazon, IKEA, Decathlon
và nhiều tập đoàn nước ngoài khác muốn tìm kiếm doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của họ. Tại chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế do Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 13 tháng 9, ông Lionel Adenot, CEO hãng đồ thể thao và dã ngoại Decathlon tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam đang có cơ hội lớn để trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cơ hội này có ý nghĩa lớn với doanh nghiệp nội địa trong bối cảnh thương mại quốc tế đối mặt nhiều thách thức như thiếu nguồn nguyên liệu thô, dư chấn của đại dịch vẫn kéo dài, ảnh hưởng đến nhu cầu và khả năng cung cấp hàng hóa. Chúng tôi đang tìm kiếm những nhà cung cấp tự chủ và tự lực để tin tưởng hợp tác, ông cho biết. Tương tự, ông Oliver Landet, tổng giám đốc chuỗi bán lẻ Central Retail tại Việt Nam, đánh giá ngành sản xuất nội địa càng ngày càng phát triển tốt khi cho ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, đội ngũ lao động lành nghề. Theo ông, 30 năm qua, Việt Nam đã có bước tiến đáng kể về nguồn nguyên liệu thô, trở thành nơi có ngành công nghiệp chế biến phát triển mạnh mẽ. Không riêng Central Retail hay Decathlon, nhiều tập đoàn tên tuổi toàn cầu như Walmart, Amazon, Boeing và AES Mỹ, Carrefour cũng mong muốn tìm kiếm nhà cung ứng Việt Nam để tham gia chuỗi cung ứng của họ trên toàn cầu. Tuy vậy, để tận dụng thời cơ tham gia chuỗi cung ứng, CEO Decathlon Việt Nam khuyên các doanh nghiệp Việt sớm đưa hoạch định trong trung hạn, nhanh chóng thích ứng và thay đổi trước những xu hướng toàn cầu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.